Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 2/9, ngày Quốc Khánh. Bên mình có một cái event cho các bạn nhé. Từ ngày 2/9 đến ngày 4/9 thì bên mình có một event là trong 3 ngày đấy là các bạn mua hàng ở bên mình sẽ được giảm giá từ 200.000 đến 500.000 cho tất cả các sản phẩm các bạn nhé. Ngoài ra bên mình có cái event thay pin từ 5S tới pin 7+, giá chỉ từ 100.000 đến 250.000 đấy các bạn nhé. Thay pin từ iPhone 5S tới iPhone 7+ nhé, thì giá chỉ từ 100.000 đến 250.000 nhé. Pin đều là pin zin chính hãng của Apple đấy các bạn nhé. Bên mình làm về chương trình event các bạn để các bạn để chào mừng ngày 2/9 nhé. Còn ngoài ra trong 3 ngày từ ngày 2/9 đến ngày 4/9, tất cả các bạn nào mà xem được cái clip này, cái video này thì các bạn sẽ qua cửa hàng được đều được dán tặng phần mềm miễn phí và tặng cúp miễn phí nhé. Đó, các bạn chỉ cần qua cửa hàng bên mình trong 3 ngày từ ngày 2/9 đến ngày 4/9 đều được tặng dán phần mềm và cúp miễn phí này và kèm thay pin zin chính hãng của Apple nhé. Từ 5S tới iPhone 7+ giá chỉ từ 100.000 đến 250.000 này các bạn nhé. Đấy, ngoài ra các bạn vẫn được giảm giá 200.000 đến 500.000 cho tất cả các sản phẩm Apple nhé, ví dụ như iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch nhé. Kèm theo bên mình vẫn có chương trình là ship hàng toàn quốc và nhận hàng thanh toán nha các bạn nhé. Đấy, khi nào các bạn gặp hàng thì các bạn cứ liên hệ qua bên mình có ba số na chính. Số thứ nhất là 098157-2 và số 035791-9 và số 035991-9 nhé. Đấy, chỉ có ba số online duy nhất ở bên mình thôi. Các bạn đặt hàng online các bạn có thể inbox hoặc gọi điện trực tiếp qua ba số điện thoại đó nhé. Đấy, khi nào các bạn nhận được hàng thì các bạn sẽ thanh toán nhé. Chương trình bên mình làm event như vậy là vẫn có chương trình bảo hành, vẫn giữ nguyên cho các bạn, vẫn tung một đổi một trong 12 tháng, vẫn có đổi trả lên đời miễn xuống đời miễn phí trong 30 ngày, kèm phụ kiện vẫn được bảo hành 12 tháng. Và đặc biệt là các bạn vẫn có chương trình đổi lên đời trong 1 năm chỉ mất 500.000 nhé các bạn nhé. Lên đời trong 1 năm chỉ mất 500.000 nhé các bạn nhé, vào được một đổi một trong 1 năm nhé. Đấy, thì mình muốn làm cái event này cho các bạn để chào mừng ngày Quốc Khánh. Đấy, các bạn nào muốn tham gia để hưởng cái chương trình khuyến mại này thì bên mình có điều kiện như sau. Các bạn ấn theo dõi trang này, sau đó các bạn like và chia sẻ clip này nhé, để cho mọi người và các bạn của các bạn được để xem, các bạn biết để nhận được chương trình ưu đãi từ bên mình nhé. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.